kinh điển và cái thực. Phật giáo nguyên thủy hiện nay còn giữ được hầu như nguyên vẹn toàn bộ giáo lý uy nguyên của Đức Phật thuở ban đầu, chưa pha tạp. Trong tam tạng thánh điển Pali, nên tạng này được xem là tư liệu trung thực và đáng tin cậy nhất. Nói như vậy, không có nghĩa là chúng ta cứ khư khư ôm chặt tam tạng kinh điển ấy như một kho bảo vật duy nhất. Không phải vậy, chúng ta học pháp trong tinh thần khám phá cái thực thì chớ nên lệ thuộc vào kinh điển nguyên thủy đại thừa tiểu thừa hay thiền tông gì gì cả kinh luận là ngón tay chỉ mặt trăng nghĩa là phương tiện để chỉ bài cái thực mà thôi nếu chúng ta dừng lại nơi kinh điển không thấy được cái thực thì kinh điển trở thành trống rỗng vô dụng hoặc là phản tác dụng nữa là khác có lẽ nhiều vị chưa bỏ được thói quen sùng kính kinh điển nên mới nghe nói trống rỗng là quý vị sợ rồi nói như ông thợ mộc kinh điển chỉ là cặn bã của thánh nhân mà thôi câu chuyện ông thợ mộc như thế này hồi xưa có một ông thợ mộc đến cung điện đẻo bánh xe cho đức vua thấy đức vua đang trang nghiêm chăm chú đọc cái gì đó bèn hỏi tâu bệ hạ bệ hạ đang đọc cái gì vậy vua đáp à trẫm đang đọc kinh điển của thánh hiền ông thợ mộc cười nói làm gì có chuyện đó thưa bệ hạ đó chỉ là cặn bã của thánh nhân mà thôi vua tức giận này này đừng có láo xược sao ngươi dám nói như vậy nếu giải thích không trồi thì trẫm chém đầu rõ chưa ông thợ mộc vẫn bình tĩnh trình bày với đức vua tâu bệ hạ thần có đứa con trai bởi thần là thợ mộc giỏi nên thần cố truyền nghề cho đứa con trai yêu dấu thần bảo nó cầm búa như thế này cầm đục như thế này đéo như thế này cưa như thế này sự tinh xảo là ở những góc độ như thế này này thần đã cố gắng cặn kẽ chỉ bài từng ly từng tí từng động tác một, từng bí quyết một. Vậy mà, nó vẫn không học được hết những thiện xảo của thần muốn trao truyền. Đấy mới chỉ là cái nghề thợ mộc bình thường, huống chi cái chuyện thánh nhân. Thánh nhân là cái gì tao bệ hạ? Ôi, cả một đời sống siêu phàm, những thức cao việc, trí tuệ minh triết, nghĩa là toàn bộ tất cả cuộc đời phong phú sinh động của một vị thánh chỉ được ghi trong vài hàng vài câu ngắn gọn khô chết của văn tự đó là chưa kể phần nhiều là hư cấu mà đức vua có thể hiểu được cả con người của vị thánh sao thưa đức vua thế là nhà vua phải công nhận kiến giải của ông thợ mộc là đúng cho nên chúng ta đừng câu nệ hay sùng kính kinh điển một cách quá đáng kinh điển của đức phật của thánh nhân của các vị thiền sư đắc đạo thì tất nhiên là đáng kính đáng học nhưng không phải kinh điển nào cũng đáng tin cậy kinh điển nào chỉ thuần là quan niệm tư kiến luận thuyết lý tưởng thì chỉ có thể thỏa mãn những tầm cầu của lý trí vọng thức chứ không giúp chúng ta thấy được cái thực vì thế không nên tin tưởng sùng kính một cách hoàn toàn phải để mọi tình cảm thiên vị mọi tư kiến quan niệm và ngôn ngữ qua một bên để trả kinh về với vô ngôn thì chân lý sẽ tự hiển bày cho nên khi một vị thánh đã hoàn toàn giác ngộ thường tuyên bố rằng bây giờ lời dạy của đức phật không còn trống rỗng tức như chỉ là một mớ ngôn từ nữa. Giống như một ngân phiếu không có tiền bảo chứng, hoàn toàn vô giá trị. Chỉ khi nào có tiền trong ngân hàng thì thẻ tín dụng ấy mới không còn trống rỗng nữa. Cũng vậy, khi nào chưa thấy cái thực thì kinh điển vẫn còn là một kho ngôn ngữ trống rỗng. Và chính Đức Phật cũng dạy vậy. Pháp như chiếc thuyền đưa người qua sông, pháp còn phải bỏ huống hồ phi pháp chánh pháp cũng phải bỏ huống chi tượng pháp mạc pháp và tuy pháp học đạo qua kinh điển chúng ta cần phải biết hoài nghi đọc một quyển kinh chúng ta sẵn sàng nghi ngờ nó chứ không phải tin tưởng cả trăm phần trăm ví dụ đọc thiền tông chúng ta tin hoàn toàn thì không những sai lầm mà còn tự hại không phải tất cả những gì ghi trong các ngữ lục đều đúng hết đâu có nhiều tác giả chỉ mới theo lý mà viết chứ không phải vị nào cũng ngộ cả đâu người cả tin thì đâu có biết được ai ngộ ai không cho nên giả mà cũng cứ cho là thiệt khổ vậy bởi thế phải biết nghi ngờ phải mổ xẻ phân tích xét lại và nhất là kiểm chứng để khỏi bị lừa phân tích và thể nghiệm để kiểm chứng là thái độ nghiêm túc đối với người học phật đức phật đã dạy như vậy trong kinh kalama rằng đừng có tin bất cứ điều gì do được nghe lại anusava truyền thuyết được tương truyền parampara truyền thống được đồn đại itikira được kinh điển truyền thừa Pitaka Sampadana do lý luận Thakha Hetu do suy diễn Naya Hetu do kết luận Akha Rapari do hợp với định kiến Dithiniza Nakantiya do áp lực uy quyền Rupataya do vị ấy là thầy ta Nogaru chỉ khi nào tự mình biết rõ pháp này là bất thiện, đưa đến khổ đau bất hạnh, thì hãy từ bỏ. Pháp này là thiện, đưa đến thành phúc, an lạc, thì hãy chứng đạt và an trú. Vậy đừng vội tin bất cứ điều gì, mà phải xem xem điều đó có đúng với thiện, chánh pháp hay không cái đã. Đó là cách thực nghiệm để thấy nhân quả. Một cách khác là phải tự mình biết đó là chân nghĩa pháp tuyệt đối hay chế định pháp tương đối. Như vậy có nghĩa là chúng ta phải biết đối chiếu so sánh với thực tánh pháp, tức là cái thực, thực tại hiện tiền. Nhưng khi nói đến đối chiếu so sánh thì có chừng vô tình rơi vào con đường lý luận của lý trí, tỷ lượng hay vọng thức phi lượng. Đối chiếu ở đây chính là quán sát thể nghiệm trực tiếp xem điều đó có đúng là một thực kiện hay chỉ là giả định quy ước. Điều này rất quan trọng, rất cơ bản. Bây giờ chúng ta hãy lấy một ví dụ. Trước mặt chúng ta là cái ly nước này, nên khi nói đây là cái ly nước, thì chúng ta có thể đối chiếu cái tên gọi là ly nước với cái ly nước thực ngay đây mà chúng ta có thể thấy được bằng mắt sờ được bằng tay như thế này. Chính cái ly nước cụ thể đang hiện hữu đây là cái thực, dù không cần phải nói đây là cái ly nước. Nhưng khi nghe nói đây là cái ly nước mà ở đây không có ly nước nào cả thì đừng có vội tin. Vì chẳng có cái thực nào để đối chiếu cả. Nếu không có cái ly nước thực để đối chiếu thì muôn đời chúng ta chỉ biết cái ly nước qua những ý niệm mà chúng ta đã từng góp nhặt qua kinh nghiệm từng mảng vùng vặt trong ký ức mà thôi. Tệ hơn nữa là chỉ biết qua ý niệm của người khác, rồi người khác, người khác nữa, vân vân. Thế là cả một chuỗi ý niệm biến dạng, méo mó, trồng chất lên nhau. Bây giờ không phải là một cái đầu mà hàng ngàn cái thượng trước đầu, nên cái thực pháp đã bị đẩy vào bóng tối của thế giới ý niệm có người hiểu đối chiếu với pháp tức là đối chiếu với lời dạy của đức phật được ghi lại trong kinh điển dĩ nhiên là đúng nhưng đối chiếu bằng cách nào khi chúng ta đọc kinh mỗi người hiểu một cách khác nhau nên những điều chúng ta hiểu về kinh chưa hẳn là điều mà kinh muốn nói cứ suy gẫm mà xem những điều chúng ta hiểu về kinh thì chỉ là cái biết của chúng ta về kinh mà thôi kinh là để chỉ ra cái thực tất cả kinh giáo như ngón tay chỉ trăng chứ không phải trăng kinh nói về sự thật chứ không phải là sự thật như vậy khi chúng ta đọc kinh rồi hiểu theo ý mình thì lại càng xa sự thật biết bao huống hồ hiểu kinh qua cái hiểu của người khác nữa thì thật là muôn chậm trùng quang phải thế không. Chúng ta có thể tin lời Phật dạy trong kinh là đúng, nhưng thường là chúng ta tự rơi vào cái bẫy lý trí của chính mình, tin vào điều mình hiểu mà cứ tưởng là đã tin kinh. Vậy thì tốt hơn là đừng vội tin kinh, vì tận tính thư bất như vô thư. Tận tính thư. Vì tận tính thư Bất như vô thư, chẳng những không vội tin mà còn phải nghi ngờ. Các vị thầy giảng kinh thật hay chúng ta cũng đừng vội tin cho đến khi chúng ta có thể chứng thực được điều đó. Học đạo thì chẳng nên tin tưởng vào thầy một cách quá đáng, vì thực ra khi chúng ta chưa thấy sự thật thì lời dạy của thầy dù có đúng cũng trở thành thuần túy ý niệm qua nhận thức tạp tưởng của chúng ta mà thôi trừ phi vị thầy chỉ thẳng sự thật mà chúng ta chứng nghiệm được. Có điều chúng ta cũng cần phải lưu ý và thận trọng đó là cái hiểu của chúng ta. Hiểu chỉ là giai đoạn tưởng tri và thức tri, nhận thức qua ngôn ngữ, ý niệm và thế trí, chứ phải là tuệ tri hay liễu tri. Nhận thức trực tiếp bằng trí tuệ thực chứng, vì vậy có nhiều điều chúng ta tưởng như chúng ta đã hiểu mà thực ra chỉ bị lý trí đánh lừa. Nói tóm lại, người học Pháp, học Đạo cần phải biết nghi ngờ, cần phải biết tự kiểm chứng. Đừng quá tin vào kinh điển của mình, tông phái của mình, tư kiến của mình để cho tâm hoàn toàn rộng rang, trong sáng, mới mẻ và sáng tạo. Đây không phải là một buổi thuyết pháp, chúng ta chỉ là đàm đạo vậy xin quý vị cứ phát biểu thẳng thắn đừng ngại gì cả tại vì chúng ta cùng đi tìm sự thật cái thực sự thật cái thực ấy cần được xem xét tận tường nhìn ngắm khách quan không dừng lại trên ngôn ngữ kinh điển không dừng lại trên ý kiến riêng của mỗi người cho đến khi sự thật này được mọi người thấy như nhau vượt ngoài ý niệm riêng biệt sai khác của mỗi người thì khi đó mới đúng là sự thật. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần như vậy trong suốt thời gian này, bây giờ và cho cả đời học đạo. Góp ý của người ghi chép Trong ví dụ cái ly, bảng đen, viên phấn, có tới ba phương diện khác nhau của những hiện vật này. Một tên gọi là giả định. Nama Panyati cái ly một ý niệm về hình tướng athabhanyati hình trụ và một thực tánh tự nội paramatha đất nước gió lửa tùy đó là cái nhìn tưởng tri thức tri hay tuệ tri từ cái thực đến kinh điển từ kinh điển trở lại cái thực cái thực và kinh điển để chúng ta có thể cùng thấy rõ ràng hơn về sự liên hệ giữa cái thực và kinh điển chúng ta thử xem xét quá trình hỗ tương ấy như thế nào một từ cái thực đến kinh điển sau khi đức phật giác ngộ ra sự thật Ngài đã im lặng vì khó có thể diễn đạt thế giới tự chứng ấy bằng ngôn ngữ thế gian cho đến khi do duyên phạm thiên Sahampati thỉnh cầu, ngài mới phải miễn cưỡng vận dụng ngôn ngữ để chỉ bài sự thật ấy cho chúng sinh. Và 45 năm thuyết giảng bằng một thứ ngôn ngữ bình dân, giản dị và phổ thông nhất Thời bấy giờ đã được kết tập thành một đại tạng kinh điển vô cùng đồ sộ. Vậy kinh điển phát xuất từ sự thật đã được chứng ngộ. 2. Từ kinh điển đến cái thực. Bây giờ chúng ta dựa trên kinh điển Đức Phật dạy để nghiên cứu, học hỏi, hầu có thể tìm tòi, khám phá ra cái thực tưởng chừng việc này dễ dàng cho chúng ta hơn là việc đức phật phải miễn cưỡng vận dụng ngôn ngữ để trình bày cái thực nhiều nhưng thực ra vấn đề không chẳng gì như vậy được nghe trực tiếp từ kim khẩu hay pháp âm của đức phật thì còn có thể dễ thấy ra cái thực chứ qua kinh điển thì không dễ dàng như chúng ta tưởng đâu người xưa thường nói rằng quá trình ấy phải kinh qua bốn giai đoạn giáo lý hành quả nhưng từ giáo qua lý ít khi không qua nghĩa vì nghĩa thì có thể hiểu mà hiểu thì có sai khác còn lý thì phải liễu ngộ mà liễu ngộ thì không sai khác vả lại Lý đúng phải tiếp cận được với sự thật, phải kiểm chứng bằng cái thực và sống thực chính là hành quả. Vì vậy, chúng ta có thể nói một cách khác: giáo nghĩa, lý, thực và sống thực. Tại sao vậy? Từ kinh điển, giáo chúng ta cố gắng tìm nghĩa rồi bỏ nghĩa lấy lý đào sâu cái lý đó để lấy cái thực có cái thực thì chúng ta mới có thể sống thực tức là sống thuận pháp như Đức Phật đã dạy thamma nu thamma patipanno viharati quá trình một là đi từ thực đến lý quá trình hai là đi từ lý đến thực nếu chúng ta gọi cái thực ấy là đạo thì nói thẳng từ đạo tức là đạo lý đạo cái thực tức đạo lý lý từ cái thực chúng ta tạm mượn chữ đạo của lão tử để nhằm chỉ pháp rốt ráo như chân như thật cũng là cái mà đức phật tự chứng tự thấy một cách trọn vẹn chữ đạo chúng ta đang nói đây không có nghĩa là con đường hay phương pháp đức phật mượn ngôn ngữ để chỉ thẳng để khải thị cái thực nên giáo pháp của phật mang tính đạo lý một số vị khi được đức phật chỉ bày như vậy thì thấy ngay nhưng những vị khác thì chưa thấy vị đã thấy thì có thể chỉ lại cho người khác cùng thấy những vị khác chưa thông đạo lý chưa thấy một cách trực tiếp lời dạy của đức phật thì phải dùng tới suy tư lý luận biện luận để kiến giải điển hình như các luận sư đã làm thì lúc bấy giờ giáo pháp không còn là đạo lý nữa mà đã thành ra triết lý đạo thành đạo lý thành triết lý vấn đề phân ly bắt đầu từ chỗ ấy đến giai đoạn triết lý của luận biện thì rõ ràng là đạo lý cũng đã mờ đi huống chi là đạo bởi vì bây giờ lý đã rơi xuống nghĩa mất rồi chúng ta đừng quên lý được trực nhận bởi trí tuệ tuệ tri còn nghĩa được nhận thức qua tư tưởng tưởng tri thức tri để đừng lầm nghĩa với lý. Chúng ta thử lấy ví dụ về điều này. Trước mặt chúng ta có cái bảng đen. Khi chúng ta nói, đây là bảng đen, thì thể chất cái bảng đen là có thực mà chúng ta đều thấy biết một cách cụ thể. Nhưng khi chúng ta dùng ngôn ngữ, tức là đã qua khái niệm tên gọi thì tên bản đen không phải là thực tánh của cái bản đen nữa mà nó đã trở thành bản đen lý hẳn chúng ta đã thấy rõ điều này đạo chân đế trở thành đạo lý tục đế thực tách bản đen thành khái niệm bản đen đạo chân đế đạo lý tục đế, thực tánh bản đen và khái niệm bản đen. Chuyện không dừng lại ở đó. Nếu quý vị về nhà kể lại, ở chùa có cái bản đen cho người nhà nghe thì người nhà có thể hiểu, nhưng chẳng thấy biết cái bản đen thực ở đây ra làm sao cả. Rồi quý vị cố dùng danh từ hình ảnh để diễn tả minh họa về cái bản đen cho mọi người hiểu vì quý vị đã thấy cái bản đen nên những diễn tả minh họa của quý vị còn thuộc về lý qua lý giải của quý vị thì người nhà vẫn hiểu nhưng cái hiểu ấy chỉ là nghĩa về cái bản đen trong tưởng tượng của mỗi người nếu có thể chiếu lên màn hình cái bản đen trong trí tưởng tượng của họ thì chắc chắn không ai giống ai và cũng chẳng có hình ảnh nào giống với cái bản đen thực cả cái nghĩa mà người nhà chúng ta cố gắng so sánh phân tích biện luận không phải là cái thực cũng không phải là lý của cái thực mà chỉ là triết lý về cái thực mà thôi. Triết lý chính là suy nghĩ về đạo lý. Triết lý thì chỉ thấy được cái nghĩa. Cái nghĩa chính là nơi là chỗ sinh ra tranh cãi, biện luận bất đồng. Đạo, đạo lý, triết lý luận biện. lý nghĩa bất đồng đến đây điều đã trở nên hiển nhiên rằng từ thời đức phật vì ngài thấy pháp đạo thấy cái thực nên ngài đã chỉ thẳng nhưng đến các thời kỳ tiểu thừa rồi phân phái rồi đại thừa rồi lại phân phái suốt trong thời gian ngàn năm ấy nhiều bộ luận nổi tiếng ra đời và giáo pháp càng ngày càng tinh vi hơn theo hướng triết lý chính vì các triết luận này quá hấp dẫn nên dần dần đạo lý uyên nguyên ban đầu bị mờ nhạt và lắm khi còn bị bôi bác nhằm đề cao những triết thuyết hậu sinh nói vậy không có nghĩa là vào thời kỳ tiểu thừa đại thừa không có ai giác ngộ hay chứng đạo có rất nhiều nhưng mà thiên địa bỉ hiền nhân ẩn nên các bậc thực chứng không ra mặt không quan tâm tranh biện thị phi tại sao vào thời kỳ phát triển các luận phái cứ tranh cãi tánh tướng có không Đơn giản là vì không ai trong họ thấy đạo, thấy pháp, thấy cái thực ra làm sao cả. Nếu đã thực thấy pháp, thì còn cãi nhau làm gì? Phải vậy không? Có lẽ vì thế mà một đạo sư ấn giáo nổi tiếng cuối thế kỷ 20 dám quả quyết rằng đã là luận sư thì chưa thể nào thực chứng được người thực chứng tạm mượn lý nói thẳng chỉ thẳng để hiển bài cái thực còn người chưa thực chứng cứ biện luận quanh co bằng con đường lý trí ý niệm tư tưởng quan niệm để đưa ra những kết luận nặng mùi ngữ nghĩa đó chính là con đường càng ngày càng xa chân lý tuy nhiên trong toàn bộ giáo lý của hàng chục học phái hậu sinh ấy có tiềm ẩn sự thật không chúng ta có thể nói ngay là có người đã từng thấy cái bản rồi thì sau khi nghe hàng chục lý luận diễn giải khác nhau về cái bản như kiểu người mù sờ voi người đó vẫn thấy rõ chỗ đúng chỗ sai nên không bị đánh lừa hay nhầm lẫn vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng vào các thời kỳ đó vẫn có người đạt đạo do túc chuyên do căn cơ chín mùi do ít cố chấp do ít bụi trong mắt nên đã thấy đạo họ đã thoát khỏi được cái bẫy của ngữ nghĩa và triết luận đã vượt qua được cái khu rừng hỗn mang của những chủ quan kiến giải để tìm về với đạo về với cái thực uyên nguyên sơ thủy tiểu thừa đại thừa đều có người đạt đạo và thiền tông sau này cũng vậy đạt đạo rất nhiều vì những vị này đã thấy cái thực và chỉ nói ra cái thực mà họ chứng ngộ chứ không rơi vào lý luận tranh cãi của các luận phái đương thời đọc cuốn chứng đạo ca của ngài huyền giác cho một dịch giả nào đó diễn giải chúng ta thấy có đoạn ông nói rất đúng đoạn khác lại sai đơn giản chỉ vì ông không thấy điều ngài huyền giác thấy chỗ đúng chỗ sai của người diễn giải chỉ nằm trong phạm vi ngữ nghĩa chứ không phải là cái lý cái thực mà ngài huyền giác muốn chia sẻ với chúng ta thử liên hệ một câu chuyện tương tự có anh phật tử kia hay nói về lý vô ngã trong phật giáo khi được hỏi vậy vô ngã là gì anh ta trả lời ngay vô ngã là không có gì là ta là tôi cả ta tôi đã không có thì làm gì có ngã sở như cái gọi là xe của tôi nhà của tôi nói thế là anh ta chỉ nói theo kinh điển chính xác hơn là anh ta đang nói theo ngữ nghĩa hay quan điểm lý luận mà anh hiểu thôi thực ra vô ngã thì vốn đã là vô ngã rồi không ai thay đổi được còn tôi ta chỉ là đại tử để tiện xưng hô, chứ có ảnh hưởng gì đến vô ngã của tôi của ta cũng vậy, chỉ là quy định với nhau để nhà của tôi tôi ở, xe của anh anh đi, đừng có lộn xộn vậy thôi, chứ nó có liên hệ gì đến vô ngã đâu. Nếu vô ngã để không có cái nhà của tôi thì ai thấy vô ngã chứng ngộ vô ngã đều hoặc là đi lang thang không nhà không cửa hoặc là nhà ai cũng cứ vào ở được hết sao tất nhiên là không phải vậy cái chính là phá đi ảo tưởng tôi và của tôi còn vô ngã thì muôn đời vẫn vậy trường hợp người diễn giảng chứng đạo ca cho ta hiểu một điều là người sau cứ bàn về người trước. Và cứ vậy, ta cứ nghe rằng người dịch là một học giả uyên bác, một nhà nghiên cứu thâm sâu là chúng ta sẵn sàng tin theo, bắt chước theo, không cần biết ông ta nói sai hay đúng với cái thực. Zen, qua Suzuki, chúng ta thấy Ông đã lý luận rất là chi ly, rất là uyên bác, nhưng cũng chỉ là lý luận. Qua đó, ta được giới thiệu về mặt văn học, nghệ thuật, lịch sử và lý thuyết về gen, hơn chính là đạo gen. Vì vậy, ta thấy có chỗ nói đúng, có chỗ nói sai, rồi lại qua ngôn ngữ của các nhà dịch thuật, rồi một lần nữa, lại qua tư kiến của độc giả không biết trở lại tay suzuki có còn được suzuki chấp nhận không huống hồ là thấy được cái thực rõ ràng là một người đoán mò dẫn theo một đoàn người đoán mò những đoàn người đoán mò không biết họ sẽ dẫn nhau tới đâu cũng cùng nội dung như trên nhưng để thay đổi không khí tôi sẽ kể chuyện kiếm hiệp kiếm hiệp của kim dung truyện cô gái đồ long về cái anh chàng trương vô kỵ cũng xoay quanh vấn đề so sánh với cái thực anh chàng trương vô kỵ có cái duyên học được cửu dương chân kinh sau đó ở quang minh đỉnh anh ta đi lạc vào một cái đồng với một cô bạn gái người Ba Tư và tìm được pho bí kíp ghi chép một loại võ công ghê gớm là Càng Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp. Nhờ cô bạn gái Ba Tư hiểu tiếng Ba Tư nên đã đọc cho anh ta nghe và khuyên anh ta nên luyện võ công tối thượng này. Anh ta đồng ý. Đọc câu thứ nhất, anh ta luyện. Thấy hay quá, hiệu quả ngay. Đọc câu thứ hai, anh ta luyện. Cái gì thế này, khó chịu quá, luồng chân khí đi ngược, anh ta bỏ, không luyện. Nhưng đọc câu thứ ba, gì thế này, hay quá, và anh ta lại luyện tiếp. Rồi cứ thế, thấy hay là luyện, câu nào thấy khó chịu, không thông là anh ta bỏ. Quý vị biết không? tuần tự như thế chàng trương của chúng ta đã luyện thành công càng khôn đại nã di tâm pháp đấy là chuyện hiu hữu vì từ xưa đến nay ai mà luyện càng khôn đại nã di tâm pháp đều bị tẩu hỏa nhập ma hết tại sao vậy tại vì cái ông sáng tác ra môn võ ấy có chỗ ông biết có chỗ ông không biết chỗ ông biết ông nói đúng chỗ ông không biết ông suy luận rồi thêm vào nên không đúng sở dĩ ai luyện đều bị tẩu họa nhập ma là vì cái đúng họ cũng luyện cái sai họ cũng luyện còn trương vô kỵ thì khác vì anh ta đã có nội lực cửu dương chân kinh có chánh khí trong người Nhờ cái chánh khí ấy, anh đã không bị những sai lầm của bí kiếp đánh lừa và đã thành công mỹ mãn. Chuyện kiếm hiệp Kim Dung chưa hết. Nó có nhiều điểm thú vị nữa. Nếu chúng ta so sánh việc học Phật, tu Phật với việc học võ, luyện võ của Kim Dung, thì cửu dương chân kinh, ví như giáo pháp nguyên thủy, do chính đức phật dạy nhằm chỉ thẳng cái thực cái nội lực còn cử âm chân kinh ví như kinh luận sớ giải các pháp môn phương tiện hậu sinh chỉ là chiêu thức hoặc cửu dương là đạo học còn cửu âm là triết luận kim dung quả là đáo để ông ta đã hiểu rõ những gì chúng ta đang muốn nói ở đây. Như vậy, người học Phật. Như vậy, người học Phật trước tiên là phải thấy cái thực, cái nội lực, cái chánh khí ở bên trong. Nếu chưa có cái thực, cái chánh khí ở bên trong mà đi luyện cái bên ngoài thì thành ra cái đạo ngoại gia. Như sẽ được một tờ đọc được một câu trong cửu âm chân kinh rồi đem ra pha chế luyện thành chiêu thức thì chẳng bao lâu sẽ trở thành tiểu ma đầu nếu ôm được một sách về luyện thì thành ra đại ma đầu vậy nếu chúng ta chưa có cái thực chưa thấy cái thực mà cứ tu cứ luyện một cách chủ quan theo ý mình thì chúng ta càng thành công càng xa chánh đạo, càng tăng trưởng sợ đắc, làm giàu cho bản ngã mà thôi. Có cái thực rồi, có nội lực rồi, nghĩa là luyện cửu dương chân kinh rồi, mới luyện chiêu thức trong cửu âm chân kinh sau, thì thành ra tốt, thành ra diệu dụng phương tiện vô cùng tốt. Kim Dung có đưa ra hình ảnh chiêu thức cửu âm chân kinh thật của cô gái áo vàng để so sánh với chiêu thức cựu âm chân kinh giả của Chu Chỉ Nhược. Kim Dung đưa ra hai hình ảnh này rõ ràng quá. Tình trạng người học võ không thấy tầm quan trọng của nội lực, chỉ ham thủ đắc nhiều chiêu thức, cũng giống như người tu Phật ngày nay, dường như ít ai thấy cái thực ở bên trong quan trọng đến ngần nào họ chỉ quan tâm đến kinh luận đến tông môn đến sở đắc bên ngoài rồi đâm ra tự mãn chánh tà hai nẻo từ đó phân ranh có người tu phật mà tu hoài không thấy gì cả không có sở đắc nào cả bèn ráng kiếm cho mình một cái thế là anh ta luyện một câu chú một đạo bùa gì đó Ai tới, anh ta biểu diễn một pha cho người ta xem để cho người ta tưởng mình là thứ thiệt, hoặc anh ta ráng học cho thật nhiều kinh luận để khoe khoang cái tài uyên thâm Phật pháp của mình cho người ta nể mặt, nhưng có phải thế không? Dùng cái giả để thay thế vào cái thực mà bản thân mình không có đó chính là cửu âm giả chưa luyện thành cửu dương thì dù luyện cửu âm thực cũng còn không được huống chi là cửu âm giả thời xưa lão tử cũng đã từng than mất đạo mới đến đức mất đức mới đến nhân mất nhân mới đến nghĩa mất nghĩa mới đến lễ ôi Lễ ấy là sự mỏng manh của lòng trung tính, mà là đầu mối của hỗn loạn. Đó cũng chính là thời mạt Pháp trong Phật giáo chúng ta. Sự xuống cấp từ đạo đến lễ, cũng như từ thực tánh Pháp đến kinh luận hậu sinh diễn ra như sau. Lão, đạo, đức, nhân, nghĩa, lễ nhi loạn chi thụ phật thực lý nghĩa kinh luận mâu thuẫn tông môn hầu hết kinh luận của các tông phái sau thời đức phật niết bàn đều nặng tính triết học tức là người ta chỉ quan tâm đến hệ thống ngữ nghĩa trong kinh luận hơn là thực tánh pháp cụ thể mà đức phật muốn chỉ bày xem ra đó cũng là đầu mối cho mọi sự hỗn loạn tri kiến về sau không mấy ai quan tâm đến chất đạo chất thực bên trong giáo pháp thâm sâu ấy như lão tự đã nói vi đạo nhật tổn vi học nhật ích theo hướng đạo học thì càng ngày càng giảm bớt đi càng giản dị hơn còn theo hướng triết học thì càng ngày càng vi tế hơn, tinh xảo thêm, tưởng chừng như có thể tiếp cận cái thực, nhưng hóa ra lại càng xa hơn. Đạo, đạo lý, triết lý, triết học. Chữ triết gồm chữ triết là trẻ, tay, thủ, cầm cái rìu, cân, và chữ khẩu là cái miệng, tức là chia sẻ bằng miệng, bằng lời, là phân tích, lý luận, biện giải, là sở trường của các luận sư mà Đức Phật gọi là có tài trẻ sợi tóc làm tư. Học đạo theo triết là chia sẻ giáo pháp để tìm cái nghĩa, rồi từ nghĩa người ta đem giải thích lý áp dụng sự nhưng thực ra nhìn kỹ thì đó chỉ là tư kiến quan niệm của riêng mình chứ không phải là đạo lý đích thực mà đức phật muốn dạy như vậy nghĩa chứ phải là thực nghĩa phát xuất từ ý niệm ngôn ngữ tư tưởng quan niệm của mỗi người còn thực thì vô ngôn vô niệm nên khác nhau một trời một vật vậy khi chúng ta đọc kinh luận rồi tìm nghĩa để áp dụng nghĩa ấy mà tu hành thì không khéo chúng ta chỉ đang làm theo ý mình mà cứ nghĩ là đã làm theo kinh phật kinh tổ nếu không thể nghe một câu kinh mà giác ngộ ngay thì chúng ta nên đi theo hướng vi đạo nhật tổn nghĩa là chúng ta có thể mượn kinh điển để hiểu nghĩa bỏ nghĩa để ngộ lý lìa lý để chứng thực cũng như nương ngón tay để tìm trăng thì phải biết rời ngón tay mới thấy mặt trăng được lúc đó chúng ta mới đi đúng lộ trình từ kinh điển đến cái thực. Trong lộ trình mượn kinh điển làm phương tiện để trở về thực tánh pháp này, chúng ta đã biết nghĩa còn xa với thực. Vậy lý đã tới thực chưa? Vốn trong tự lý bao gồm hai yếu tố: nghĩa và thực. Nghĩa cộng thực bằng lý. Nên khi thực còn mơ hồ, thì lý vẫn chỉ là nghĩa. Đó là trường hợp giải ngộ, chưa phải là chứng ngộ. Đến được lý rồi, xem ra đã đúng, nhưng nếu còn kẹt, còn chấp lý, tức là chưa phải thực ngộ. Ví dụ, khi chúng ta chợt nhận ra rằng, thấy cái tâm hoàn toàn vắng lặng rỗng không, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không động khởi gì hết, tức là thấy tánh, thấy bản lai thanh tịnh, thấy thực tánh pháp. Chúng ta tưởng đã ngộ lý, nhưng thực ra chỉ đúng một phần, tuy không sai nhưng không đúng hẳn, nên vẫn còn xa ngàn dặm. Thanh tịnh thì đúng là Phật có dạy, không nghĩ thiện không nghĩ ác thì Ngài Huệ năng có dạy. Nhưng nếu chúng ta cứ giữ cái tâm im re, không suy nghĩ, không động khởi gì cả, thì quả là oan cho Phật, cho Tổ. Thanh tịnh không có nghĩa là không khởi tâm. Chính Ngài Huệ Năng nói, bất đoạn bách tư tưởng, đối cảnh tâm sổ khởi. Vì nếu thanh tịnh là cái tâm im liềm bất động, thì làm sao mà Phật, Thánh, Bồ Tát, khởi đại bi tâm, đi thuyết pháp chỗ này, chỗ kia, khai ngộ người này, người nọ cho được. Thế tình, thế động, đúng như thực tánh, tùy duyên mà công vướng kẹt bên nào, mới thông dâm tự tại, mới ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Chứ nếu trụ nơi lý thanh tịnh, rồi cố gắng thụ đắc, trì giữ thì đã rơi vào trầm không trệ tịch, làm sao vào được thực tánh. Thấy lý, đừng kẹt vào lý, mà phải khám phá và xác chứng lý trên sự. Cho nên, Kinh Hoa Nghiêm muốn giới thiệu một tiến trình tương quan giữa lý và sự như thế này. Sự một lý hai sự lý ba sự sự bốn chúng ta thường sống trong sự một mà không thấy sự đi đứng ngồi nằm ăn nói ngủ nghỉ vân vân đều là sự nhưng chúng ta không thấy không sống không thể nhập trong đó thấy được sự một cách trung thực gọi là lý hai tuy nhiên đôi khi chỉ mới ngộ lý mà chưa sống thực được nên vẫn còn kẹt lý cần phải thể nghiệm lý trong sự ba một cách nhuần nhuyễn thì mới dung thông được khi đã sống trong sự một cách như chân như thực không còn vướng kẹt gì nữa thì không cần lý nữa vì lý đã tiềm ẩn trong sự rồi đó là sự sự vô ngại bốn thí dụ nghe người ta nói sắc tức thì không thì tưởng cái gì cũng không cả tưởng cái sắc này cũng không nếu không có gì thì thử lấy tay tự đánh một tát tay xem sao nếu nói tay này không có cái mặt này cũng không có, thì cái tay tác vào mặt cũng không có chứ gì. Có người lại nghĩ rằng, sở dĩ còn thấy cái tay, cái mặt, cái đau là tại mình phàm phu, bây giờ phải ráng mà ngồi quán không, cho đến khi không còn thấy cái tay, cái mặt, cái đau nữa, tức là đạt đạo chà cái đạo không này mới là cao siêu dễ sợ thật có ngờ đâu cái đạo không đó chỉ là quán nghĩ tưởng về cái không do tưởng sinh chứ không phải quán không của trí tuệ cho nên đôi khi chúng ta hiểu lý không thế nào đó mà lại trở thành lý có hồi nào không hay Do đó, lý phải cộng với sự, nghĩa là phải thấy lý trong sự, thấy lý trong cái thực, phải đổi lý ra thực mới được. Nhưng mà cuối cùng, cũng phải trở lại sự tôi. Lý chi nữa, kẹt lý thì phải trở lại sự. Đó là tiến trình của Kinh Hoa Nghiêm vậy. Sự, ngại sự lý kẹt lý lý cộng sự lý cần có sự mới dung thông sự cộng sự trở lại sự mà không ngại sự gọi là sự sự vô ngại cái sự sự ấy cũng là cái sự ban đầu chứ chẳng phải cái sự nào khác nhưng ban đầu thì chúng ta ngại chỉ đến khi lý sự viên dung rồi thì ta mới không còn ngại nữa cái sự ấy bây giờ là cái thực thiền tông bảo rằng khi mê thì tưởng núi là núi sông là sông khi thấy ra được lý thì sông không phải sông núi không phải núi nhưng khi chứng ngộ sự rồi thấy cái thực thì té ra sông là sông núi là núi chứ không có gì lạ hết chỉ có vấn đề mê hay ngộ vậy tu là để ngộ chứ không phải tu là làm theo tư ý của mình làm theo cái bản ngã của mình rồi khi được khi đắt cũng chính là được là đắt cái tư ý ấy cái bản ngã ấy khi mà thấy cái thực ngộ rồi thì không còn gọi là tu nữa mà là sống trọn vẹn với cái thực, cùng ăn ở hít thở trong cái thực. Đức Phật là người thấy cái thực. Ngài sống trong cái thực và Ngài chỉ cho mọi người thấy được cái thực. Thấy rồi thì mới sống với cái thực. Chỉ có vậy thôi. Sống với cái thực là sống thuận pháp, nên gọi là đắc đạo đắc quả. Chứ Đức Phật không dạy chúng ta tu sở đắc, để làm giàu cái bản ngã bao giờ? Hễ cứ còn tu cái kiểu ham sợ đắc đó là trật rồi. Thấy được điều ấy, chúng ta không nói giáo lý, hành quả nữa mà chỉ nói giáo lý thực, sống thực. Tại sao vậy? Vì thời xưa được nghe giáo trực tiếp từ Đức Phật nên có thể thấy lý ngay. Giáo ấy không phải là kinh điển trùng tuyên mà là những lời đức Phật mượn để chỉ thẳng cái thực. Còn ngày nay, chúng ta phải học giáo qua kinh điển trùng tuyên nhiều lần, qua các bản dịch đi dịch lại, qua ý kiến của những người đi trước, vân vân, nên không thể thấy lý ngay mà phải mày mò tìm nghĩa cái nghĩa nhuốm màu tư kiến của mỗi người nên là cái nghĩa chủ quan một chiều đưa đến tranh biện luận chấp nếu nắm cái nghĩa ấy mà hành thì nếu như có thành tựu quả thì quả ấy cũng chỉ là quả của ý niệm của bản ngã phải không ví dụ có người hiểu nghĩa phật như thế nào đó rồi tu theo ý niệm ấy tu thật hết mình nhưng cuối cùng đó không phải là phật thiệt mà chính là ông phật do bản ngã của anh ta biến ra như chúng ta đã biết nghĩa dễ sai lầm lý dễ bị kẹt cái lý ấy phải đem kiểm chứng với cái thực như chúng ta đã nói vừa rồi để khi mà thấy cái thực rồi tức là lý sự dung thông rồi thì chỉ còn sống với cái thực mà thôi ấy là cái thực tròn đầy viên mãn như vậy thực tế mà nói có thể chia ra bốn hạng căn cơ căn cơ bậc thượng từ giáo đến thực căn cơ bậc trung giáo qua lý rồi mới tới thực căn cơ bình thường giáo qua nghĩa, qua lý là thực. Căn cơ hạ liệt, giáo, qua nghĩa, chấp lý và kẹt cái giả. Chúng ta chỉ nói sơ để thấy hướng tìm về cái thực vậy thôi. Mục đích những buổi nói chuyện của chúng ta là cùng nhau hướng về thực tại. soi thấy cái thực ở ngay đó chứ không phải là học giáo lý mục đích ấy có ba điều lợi ích thiết thực như sau một nêu ra một sự thật làm nền tảng chung cho đạo phật mà tông phái nào cũng đều chấp nhận hai xóa đi tất cả các ý niệm phân chia tông phái thực ra khi đã thấy sự thật thì các ý niệm về tông phái sẽ tự biến mất các ranh giới do ý niệm cô lập, phân chia, tức khắc không còn tồn tại. 3. Thấy và sống với cái thực, tức là sống đạo, là hành đạo một cách trực tiếp. Chẳng còn chuyện mày mò tu hành kiểu cách này, phương tiện nọ, để đưa đến cố chấp, tông môn, phân chia hệ phái. Khi đã sống với cái thực rồi, thì không còn vấn đề tôi đúng hay anh đúng nữa mà vấn đề là chúng ta có sống với cái thực hay không chỉ còn lại chừng đó bây giờ xin sẽ giới thiệu quý vị một bài kinh mà qua bài kinh đó hy vọng tất cả chúng ta sẽ có được một cái nhìn chung và cùng nhau thấy cái thực đó là bát nhã tâm kinh chúng ta không cần tìm hiểu gốc gác bài kinh ở đâu thuộc tông phái nào điều đó để nhường cho các sử gia tìm hiểu chân lý vốn không có biên cương xứ sở không có lý lịch nên chúng ta có lẽ không cần biết xuất xứ chân lý là cái muôn thuở nên nó không thuộc độc quyền của ai phải vậy không chỉ có điều chúng ta biết rõ, bài kinh này nói được những điều cốt lõi chung mà xuyên suốt từ giáo lý nguyên thủy cho đến tiểu thừa, đại thừa, thiền tông đều công nhận. Tất cả những vấn đề tính yếu chung của các tông phái đều nằm trong bài kinh bát nhã này. Do đó, không ngại bài kinh này thuộc tông phái nào, không quan trọng lắm. Vậy, chúng ta sẽ lấy cái sườn bài kinh này để tiện chỉ bài sự thật. Quý vị đừng nghĩ rằng kinh điển của đạo Phật chúng ta rất nhiều thì một bài kinh Bát Nhã ngắn như vậy làm sao nói hết những điều tinh yếu? Không có nhiều đâu. Quý vị có nhớ vị thiền sư nào đó, sau khi ngộ ông nói: "Ồ, tưởng là cái gì dữ dội. Té ra cái đạo của thầy ta thì có gì nhiều đâu. Tại cái vậy, thật ra chẳng có gì nhiều. Dị giảng nhi thiên hạ chi lý đắc hỷ, hoặc, hoặc vô tâm đạo dị tầm mà. Kinh luận sở dĩ nhiều cũng chỉ nhằm chứng minh, giảng giải, triển khai, phân tích, biện biệt những vấn đề cốt lõi này thôi. Khi thấy rồi thì chỉ có thực tại hiện tiền, ngay tại đây chính là cái thực. Ngoài ra không cần tầm cầu gì khác nữa. Cầu là vì không biết rằng ở đó đã đủ hết rồi. Kinh Bát Nhã này đã nói đủ những điều cơ bản cốt tử nhất về thực tại hiện tiền. Vậy Chúng ta cứ đem bài kinh ấy ra tham cứu để hiển bày cái thực mà mọi tông phái đều muốn truyền đạt. Ở đây, cách làm việc của chúng ta là chỉ bày ra được cái thực chứ không phải lấy kiến giải chồng chất kiến giải, lấy kinh luận chồng chất kinh luận như nhiều người đã từng làm. Kinh điển nguyên thủy không thôi, đọc một đời cũng không hết lại thêm kinh luận tiểu thừa và đại thừa nữa thì không bao giờ đọc hết được cả. Cũng may là cái nhiều kinh luận trước tác trong thời kỳ phân phái đã bị tiêu hủy. Hiện nay, Việt Nam chúng ta chỉ dịch được một số thôi, nhưng nếu dịch hết kinh luận của tất cả tông phái thì không biết bao giờ chúng ta mới đọc xong. Thế nhưng nếu có người thấy chân lý rồi thì cho họ đọc họ cũng không thèm đọc. Đấy là sự thật. Người đã thấy sự thật, đã thực hành, nghĩa là họ đã sống thuận theo sự thật ấy, sống với cái thực ấy thì họ thấy còn nhiều hơn những gì kinh điển nói đến. Vì sao? Vì những điều ghi trong kinh điển có nghĩa gì so với cái thấy, cái biết trong đời sống phong phú của thánh nhân phải vậy không khi sống với cái thực thì chúng ta sẽ thấy lại những điều mà chính thánh nhân đã thấy do đó chúng ta không phải hiểu đạo phật qua kinh điển mà hiểu đạo phật qua chính thực tại hiện tiền bây giờ còn chừng nửa tiếng nữa có ai hỏi gì không hoặc nếu thấy tôi trình bày chủ quan quá thì cũng cứ thẳng thắn đứng dậy phát biểu không có ai nói ai hỏi gì sao những buổi nói chuyện của chúng ta từ đây về sau sẽ rất chặt chẽ xin báo trước như vậy trừ phi quá bận còn không quý vị nên cố gắng tham dự và theo dõi liên tục nếu nghỉ một buổi là gián đoạn mất khó mà thấy toàn bộ được vì nó chặt chẽ từng khâu một thấy cái này thì thấy cái kia không thấy cái này thì không thấy cái kia bắt đầu lần sau mới thực sự vào chính đề còn những điều chúng ta vừa bàn ở trên nghe ghê gớm vậy chứ chẳng có gì quan trọng cả tinh thần học sự thật của chúng ta cần phải được trang bị một cái gọi là nói thẳng thắng, không sợ đụng chạm ai cả. Vậy, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần. Muốn thấy sự thật, thì phải đập đổ tất cả những cái mà trước nay chúng ta đã hiểu sai lầm. Có phải vậy không? Hồi xưa, Đức Phật có một trong những pháp bất úy gọi là thuyết chướng ngại đạo vô sợ úy nghĩa là cái gì chướng ngại cho con đường giác ngộ giải thoát thì ngài thẳng thắn vạch trần cho dù điều đó xưa nay đã được nhiều người tin tưởng tôn sùng cái gì sai lầm có hại thì ngài thẳng thắn nêu rõ để mọi người không nhầm lẫn người muốn thấy chân lý phải thẳng thắn và dũng cảm như vậy phải xóa hết tất cả mọi ranh giới mọi quan điểm dị biệt mâu thuẫn của các tông phái để chỉ còn lại cái cốt lõi chung nhất trước sau như một mà chính đức phật đã chỉ dạy vì có một điều chắc chắn là nếu còn cố chấp tông phái còn tự hào phần tông môn dị biệt của mình thì có nghĩa là xem trọng phương tiện hơn là chân lý rốt ráo. Tuy nhiên, chúng ta có thể cứ theo một tông phái nào đó, hợp phương tiện, hợp căn cơ với mình, không sao cả. Miễn là đừng vì phương tiện riêng mà quên đi cứu cánh chung. Vì sao vậy? Vì tông môn chỉ là phương tiện tu hành, hoặc hình thức tổ chức mà thôi, nên có thể nhập gia tùy tục. Nhưng hệ chúng ta cố chấp đến nỗi tự tán hủy tha thì không thể nào thấy Pháp được. Khi chúng ta thực sự thấy Pháp và sống thuận Pháp thì chỉ có cái thực, có sự sống giác ngộ mà thôi. Ngoài ra, không có bất cứ cái gì lãng vãng vô đó được hết. Hễ mà còn lãng vãng một chút xíu cái ngã tông môn, chút xíu triết lý lý tưởng chẳng hạn, thì thành ra hoài công vô ích. Cho nên, chúng ta hãy sẵn sàng để mà phá chấp. Còn một việc nữa mà chúng ta cần ghi nhận là giả sử tôi có trình bày sự thật mà quý vị thấy ra được sự thật, thì đó là sự thật khách quan mà mỗi người tự thấy biết, tự giác ngộ chứ không phải là sự thật chủ quan do tôi đưa ra chân lý là cái chung của mọi người có thể chỉ bày chứ không thể ban tặng xin hiểu cho như vậy đức phật đã từng phủ nhận vai trò giáo chủ với một đặc quyền nào đó về chân lý một bậc đạo sư chúng ta tôn xưng ngài như vậy mà thôi ngài luôn tự xem mình là người chỉ đường người chỉ đường người khải thị khác với ông thầy theo nghĩa đưa ra một mực thước một khuôn khổ bắt học trò phải theo đạo phật chứ không phải bàn môn tả đạo mà bắt con người lệ thuộc vào tông phái vào giáo hệ lệ thuộc vào ông thầy vào đấng giáo chủ vào uy quyền của thần linh lệ thuộc vào một chủ thuyết giáo điều. Đức Phật dạy như thế này, trong Kinh Nguyên Thủy, coi như là một tuyên ngôn đặc thụ của Đạo Giác Ngộ. Attahi Atano Nato, Kohi Nato Parosia Atana Vasudantena Nathan Lafati la phang Ta là nơi nương tựa của chính mình. Không ai khác có thể làm nơi nương tựa. Khi ta đã hoàn toàn thuần tịnh, là đạt được nơi nương nhờ khó được. Thamma Pada Pháp Cú Kinh Câu ấy đúng là câu tuyên ngôn độc đáo của Đức Phật, mà một trăm năm sau, Thiền Tông cũng dựa trên tinh thần ấy mà tuyên bố. Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Ở đây cần một vài giải thích. Ách ta là ta. Chữ ta này ám chỉ tự tâm chứ không phải bản ngã. Còn Atano của ta chỉ là đại từ sở hữu chứ không phải cứ nghe nói ta của ta là nghĩ ngay đến bản ngã hay ngã sở một cách méo mó nghề nghiệp. NATO. Chữ này rất đặc biệt, vừa có nghĩa là nơi nương tựa, nơi trú ẩn, nơi quy ngưỡng, vừa có nghĩa là Thượng Đế. Cho nên có thể dịch, ta là Thượng Đế của chính ta, vân vân. Hi, một từ dùng để nhấn mạnh, khẳng định, chắc chắn vậy, quả thực vậy. Trở về ý cứ nơi chính mình, nơi tự tâm để thấy cái thực cái thực ấy chính là pháp tánh là thượng đế tối thượng thượng đế tối thượng ấy quả thực không lệ thuộc ông thầy lệ thuộc giáo hệ tông phái chủ trương quan điểm tổ chức hình thức hoặc với tất cả những gì bàn luận phù phiếm lăng xăng của cuộc đời của thế gian pháp Chú thích: Nguyên văn của thiền sư Lâm Tế sau khi ngộ thì ra Phật pháp của Hoàng Bá không nhiều. Theo người ghi